Tuần vừa qua, Hội đồng Doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nahi Group vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển. Buổi lễ có sự góp mặt đông đảo các cán bộ, nhân viên toàn thể hệ thống của Nahi trên toàn quốc cùng nhiều đại biểu khách mời. Toàn thể tất cả quý vị đại biểu khách quý đã đến với buổi lễ kỷ niệm Nahi Group 25 năm chặng đường phát triển ngày hôm nay. Với nhiều tiết mục văn nghệ đến từ các phòng ban của Nahi, buổi lễ đã được diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Tại buổi lễ, các bộ nhân viên cũng đã cùng nhìn lại chặng đường thành lập và phát triển của Nahi Group trong chặng đường 25 năm qua. Tại lễ kỷ niệm 25 năm, ba lãnh đạo đã vinh danh những đơn vị và cá nhân xuất sắc. Tới nay, Nahi Group với thương hiệu Farity Fashion đã có hơn 50 showroom trải dài khắp cả nước.